Tuấn Hoàng Châu Thị trở lại với quý khán thính giả, quý vị đang theo dõi phần tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay của Little Sài Gòn TV. Và ngày hôm nay bản tin cập nhật mới nhất của AP Associate Press đưa ra chi tiết về việc bầu bán các nhân vật chủ chốt của Bộ Chính trị Việt Nam Cộng sản. Và đây là những khuôn mặt của năm biến thân con khỉ, và chúng tôi nói dậy đây là những khuôn mặt của những kẻ tội đồ của đất nước Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam, theo lời của ông Bùi Quang Vinh, một nhân vật trong ngành kinh tế, Bộ trưởng Đầu tư Kế hoạch của Việt Nam Cộng sản, nói rằng đây là những khuôn mặt đã kéo cả đất nước Việt Nam trong suốt 40 năm qua tiếp tục trì trệ. Những gì mà họ nói rằng quý vị nhìn thấy, nhà cửa, đường phố, xây dựng các nơi, nó chỉ là những cái bề ngoài thôi. Nhưng mà thực sự bên trong quan trọng nhất đó là đời sống của người dân. Đời sống của người dân đó, mặc dù mức lương của họ và lợi tức trung bình hàng năm của họ có tăng, nhưng mà so với các quốc gia lân cận, Thái Lan đại khái như thế, và nhất là đừng so sánh với Đại Hàn và Nhật Bản. Trong bài tham luận của ông Vinh đã nhấn rõ, suốt 5 năm qua, nghĩa là mới 5 năm nay thôi, trong kỳ đại hội thứ 11 trước đây đó, họ đã đề nghị là cải tổ chính trị để mà đi cùng với việc phát triển kinh tế. Nhưng mà rốt cuộc với những khuôn mặt con khỉ biến thân như thế này đó, thì sẽ không có chuyện cải tổ. Với quý vị nào nhìn thử xem những khuôn mặt như vậy, có thấy nước Việt Nam chúng ta còn một khi còn những cái khuôn mặt như thế này đó, chúng tôi thấy không thấy đi đâu hết, không thấy có thể mà phát triển gì cả. Và nhất là ngày hôm nay, thưa quý vị, bản tin ghi nhận 80% trong một cuộc bỏ phiếu ngày thứ ba, còn thêm một cuộc bỏ phiếu thứ nhì nữa, nhưng mà bỏ phiếu lần đầu rất là quan trọng để mọi người 80% đồng ý để tiếp tục bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Bản tin AP ghi nhận rằng là cái chức vị tổng bí thư phải nói rằng là quan trọng nhất, bởi vì sao? Đảng Cộng sản độc tài toàn trị vẫn tiếp tục, nghĩa là cai quản toàn bộ những cái diễn biến bao gồm quân đội, người dân, rồi các ghế của các thành phố, tỉnh vân vân. Chính vì thế gây ảnh hưởng đến tất cả, từ vấn đề chính trị, vấn đề đối đầu với Trung Cộng, vấn đề kinh tế và nhiều vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Cho nên họ nói rằng lý do mà ông Nguyễn Tấn Dũng bị đẩy ra rìa đó là có hai vấn đề. Thứ nhất đó là ông mong muốn cải tổ, và trong cái vấn đề cải tổ này cũng có nghĩa đó là cải tổ luôn cả vấn đề chính trị nữa. Thứ nhì nữa là ông Nguyễn Tấn Dũng bị phạm phải cái vấn đề đó là tham nhũng. Trong suốt 5 năm trời qua, cái mức độ tham nhũng của Việt Nam lên quá cao. Và người ta tin rằng ông Dũng đã mở ra các con đường để cho các đàn em của ông và kể cả những cái thành viên của Ủy viên Bộ Chính trị tham nhũng quá nhiều. Và dân ta thán thì tất cả những cái việc làm của ông Dũng trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng. Người ta tin rằng việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng lên sẽ làm giảm cái vấn đề tham nhũng. Thứ hai đó là không để cho cái thế lực thù địch ở bên ngoài và bên trong gây ảnh hưởng, làm lung lay cái vị thế của Đảng Cộng sản. Đó là hai cái điểm quan trọng nhất. Và điều này có những kẻ tham quyền cố vị trong Đảng Cộng sản đó, muốn giữ ông Trọng lên để giữ được cái vị thế. Và thứ hai nữa, ông Dũng thì có vẻ như càng ngày càng xa lánh, muốn tiến gần với Mỹ và đi xa Trung Quốc. Và điều này cho thấy rằng là Trung Quốc rõ ràng đứng đằng sau để tạo áp lực lên các thành viên của Đảng Cộng sản để giữ lại ông Nguyễn Phú Trọng. Việc giữ lại ông Nguyễn Phú Trọng trong một cái bài xã luận của Tân Hoa Xã đưa ra ngay trước kỳ họp bầu bán, Tân Hoa Xã đã khẳng định Việt Nam đừng bao giờ nghĩ tới chuyện xa lánh Trung Quốc cả. Việt Nam càng đến gần với Trung Quốc bao nhiêu thì càng có lợi bấy nhiêu. Trung Quốc sẽ bảo vệ Việt Nam từ vấn đề mà lật đổ chính trị cho đến vấn đề kinh tế. Thì họ hỏi chứ, Trung Quốc còn là một quốc gia cộng sản thì làm sao Việt Nam có thể trở thành một quốc gia tự do được? Và cái liên đới ngoại giao và nhiều cái khúc mắc nó cả từ ngàn năm đến bây giờ, Trung Quốc bao giờ cũng muốn Việt Nam là một tỉnh nhỏ, tỉnh lẻ của Trung Quốc cả. Và cho đến giờ phút này thì cái quan điểm đó vẫn tiếp tục hiện hữu. Và cái quan điểm đó đã khiến tại sao mà các thành viên của Ủy ban Trung ương bỏ phiếu cho ông Trọng đi lên. Vâng, theo như tin tức từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy là
hầu hết người dân Việt Nam người ta ủng hộ là tất nhiên thì Đảng Cộng sản thì không có ai muốn rồi, nhưng mà giữa ông Trọng và ông Dũng thì người dân Việt Nam hầu hết ủng hộ ông Dũng, là tại vì ông có khuynh hướng đó là đổi mới cải cách và cũng giống như là có những cái nền kinh tế và nước ngoài, ông đem các công ty nước ngoài về Việt Nam. Nhưng mặc dù là con ổng hưởng được cái McDonald's, nhưng mà đó cũng là một cái điểm lớn để khiến cho người ta muốn đẩy ông ra. Nhưng mà tuy ông nhiên hưởng thì... lợi nhiều quá. Nhưng mà tuy nhiên thì cả mấy chục triệu người dân Việt Nam mong muốn ông Dũng như vậy, thì tại sao lại là có một cái gọi là dân chủ ở đây khi mà bầu, nhưng mà bầu bán mà tại sao là ông không lại không một lần không có vấn đề dân chủ ở đây. Dân chủ chỉ là cái chữ mà ngay từ thời của ông Hồ Chí Minh ông bịa ra. Tất cả là láo hết. Ông dùng dân chủ, tự do, những cái chữ đó là cái chữ Mỹ, Hoa Mỹ để mị dân và nghĩ cho người dân thấy là ô Đảng chúng tôi là dân chủ và tự do. Nhưng mà dân chủ ở đây không có nghĩa gì hết, bởi vì sao? Các anh là các thành viên của một đảng, các anh tự động bầu bán ở đây ra, mà nguyện vọng của người dân muốn có một cuộc bầu cử tự do thì 40 năm qua và trước đó nữa, từ thời Việt Minh cho đến năm 75, không bao giờ có cái chuyện mà người dân bầu bán cả. Cho nên cái vấn đề này vẫn là chuyện bổn cũ soạn lại, thưa quý vị. Rồi những cái khuôn mặt ma quỷ, đồ tể, bính khỉ này vẫn tiếp tục, thưa quý vị, lãnh đạo đất nước Việt Nam. Thế thì thêm một lần nữa, người dân hôm nay buồn lắm, nhất là những anh chị em đấu tranh cho dân chủ tự do, họ nhìn thấy một đất nước tiếp tục đi xuống và lép vế trước Trung Quốc. Mặc dù bản tin AP thì đây cái là giả thuyết đấy, họ nói rằng ông Trọng đang cố gắng quân bình giữ cái vị thế của Việt Nam, nghĩa là ông nói ô, và thậm chí có thể ông Trọng nói với phía ông Tập Cận Bình, nói rằng ông Bình biết rằng chúng tôi lúc nào cũng thương ông hết, không là đàn em của Trung Quốc hết, nhưng mà những gì mà chúng tôi làm thì các anh cứ để yên đi. Thí dụ như chúng tôi nói rằng cho phép người ta biểu tình, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố quân đội để mà chống phá lại, nhưng mà làm sao Việt Nam có thể chống lại Trung Quốc ở Biển Đông được? Không bao giờ nổi. Nhưng mà sắp tới trong tương lai, các nhà phân tích nói là liệu cái vị thế của ông Dũng cũng giống như các công ty của ông bây giờ, liệu có bị thanh trừng hay không, không khi ông xuống? Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà thanh trừng hay không thì nó cũng còn tùy thuộc vào những thành viên mà chúng tôi đưa ra đó, là họ đã có chân giết ở trong cái thế này thế nào. Nghĩa là trước đó họ cũng đã thỏa thuận với nhau rồi, những gì đang diễn biến đừng động tới những cái chân giết, những cái rễ đã mọc ở đây rồi. Tại vì đụng vấn đề tham nhũng đó, đừng ra. Đụng tới đó. Bởi vì đụng tới đó là nó vỡ ra quá lớn. Thì người ta không nghĩ rằng ông Trọng sẽ như ông Tập Cận Bình thực hiện những cái hành vi như là đả hổ diệt ruồi, tham nhũng tới tận gốc rồi, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì sân bay quốc tế Ronald Reagan đã mở cửa trở lại với những cái giới hạn bay rất là coi như là giới hạn. Hiện tại bây giờ thì chỉ có một đường băng mở cửa trở lại mà thôi, và quý vị đang thấy những chiếc máy bay đầu tiên của Southwest đã bắt đầu bay lên. Trên bảng thông báo thì hầu hết các chuyến bay vẫn đang còn bị cancel. Chúng tôi có một vài người thân bay sang từ Nam California qua sang Biển Đông thì bị dời ngày một cách rất là đáng tiếc. Trong khi đó thì với thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì với lượng tuyết dày hơn 20 cho tới 30 inch thì coi như là tất cả những cái đường như là hàng không và cũng giống như hầu hết các sân bay các khu vực này đều bị trễ chuyến cả. Trong khi đó thì Hạ viện Hoa Kỳ vẫn sẽ đóng cửa, không có những cái nhân viên chính phủ đi làm việc, họ dời tới cho tới hết cuối tuần này. Các sân bay ngay tại các khu vực như Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Tennessee vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, và được biết là chỉ trong ngày hôm qua thì gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ. Các khu vực của miền Nam Hoa Kỳ và các miền Trung Hoa Kỳ, kể cả Bắc California cũng đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết này. Chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 3 tiếp tục với các bản tin thế giới quan trọng trong ngày cùng với anh Hoàng Trọng Thụy và anh Tuấn.